Chiều 24 tháng 10, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết đang củng cố biển sơ, xử lý nhóm thanh niên thuê căn biệt thự trên địa bàn để mở tiệc ma túy mừng sinh nhật. Theo thông tin ban đầu, khuya 23/10, tổ 8.394 tuần tra tại khu vực thôn Sơn Phước, thôn Hòa Ninh, huyện Hòa Vang thì phát hiện tại căn biệt thự 6 villa có nhiều ô tô, xe máy và nhiều người uống bia, hát hò gây ồn ào bên trong. Nhận tin báo của tổ tuần tra, công an thôn Hòa Ninh huy động lực lượng công an và dân quân kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, nhóm thanh niên khóa cửa, cố thủ trong biệt thự nên lực lượng công an phải trèo rào, phá cửa vào trong. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong biệt thự có 24 nam nữ thanh niên đang mở nhạc bằng loa kèo kéo và nhiều khí cụ sử dụng phi pháp chất ma túy. Ngay sau đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Hòa Vang có mặt kiểm tra hiện trường, đưa nhóm thanh niên về thử test, xác định 22 người dương tính với ma túy tổng hợp. Nhóm này khai nhận, chiều 23 tháng 10, Đỗ Vũ Quốc Thông 2000, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, thuê căn biệt thự này và rủ cả nhóm đến dự tiệc sinh nhật Thông. Thông cùng một số người trong nhóm góp tiền mua ketamin và thuốc lắc, đưa về căn biệt thự này tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật.